đậm đà, thắm thiết đang triền nở. Những thường không bao giờ mất, không bao giờ phải xa cách. Nhưng bánh xe thời gian thật khắc nghiệt, cứ quay đều, không có hồi như nghĩ. Qua đi mà không bao giờ trở lại. Vì thế, khi con tuổi hoa rạng rỡ, cha tuổi già trên tay, con qua thời dại dột, cha đã thành mây bay. Con khôn lớn trưởng thành, cha già yếu bệnh tật. Rồi một ngày cha vĩnh viễn ra đi, con bắt đầu sống kiếp mồ côi, thật xót xa vô vàn.